tên là Phan Thị Hoài Tiến, năm nay em 27 tuổi. Quê của em là ở Quảng Nam, nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì em? Dạ, hiện tại thì em đang là một điều dưỡng tại Thẩm mỹ viện ạ. Điều dưỡng tại Thẩm mỹ viện? Dạ vâng ạ. Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Hợp, năm nay em 27 tuổi, quê quán của em là ở Hưng Yên. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9, Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Công việc của em là quản lý, chuyên về bê tông và xây tô. Bê tông tức là vật liệu xây dựng đúng không? Vật liệu xây dựng ạ, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì rất là thẳng thắn và thật thà. Thứ hai nữa là em rất là chân thành, sống biết yêu thương người khác cho với lại yêu thương gia đình. Dạ, còn nhược điểm của em thì cũng rất là nhiều. Đặc biệt là em rất là nóng tính. Dạ, nóng tính lắm luôn. Ở nhà mà em út ở nhà mà em đâu có dạy học được đâu, chỉ là bé kế em nó dạy thôi, còn em là không bao giờ dạy được, bởi vì là sai một cái là em nói tiếng một thôi, còn qua tiếng thứ hai là dạ chắc là sẽ có đập. Ghê vậy. Em đập có khi nào đập đồ đập đạc gì không em? Dạ chưa ạ. Chưa. Dạ. Cũng tốt, chưa đến nỗi nào. Còn dạ. Được. Bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ thưa, là ưu điểm của em là người sống và làm việc rất có trách nhiệm, người sống khá là chan hòa, thương yêu mọi người. Khuyết điểm thì em cũng hơi nóng tính một xíu. Trời ơi. Hai người nóng tính hết trơn rồi, chắc quấn lộn luôn á. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi con gái? Dạ chưa. Chưa có? Dạ đúng rồi ạ, chưa có ạ. Lý do tại sao? Thì cái lý do đầu tiên em nghĩ tới là do em cao quá. Em dạ. Cao 1 mét mấy? Dạ em cao 1m7 ạ. Bởi vậy nãy giờ vô chị nhìn chị muốn ngước lên, chị muốn mỏi luôn á, mỏi mắt luôn. Dạ. Quá cao. Dạ. Và cái lý do thứ hai mà em nghĩ đó là một cái lý do mà cũng quan trọng, là sau khi tốt nghiệp xong là em vào trong Sài Gòn em làm, mà em làm điều dưỡng trong một cái trung tâm cai nghiện á. Dạ đúng rồi. Thì cũng chính cái môi trường đó là nó làm cho em có một cái cảm giác là mình đi ra ngoài á, mình đi ra ngoài mình nhìn thấy người khác mình sợ. Tại vì lúc mà vô trong trại cai thì ai cũng như nhau, nhưng mà lúc mà họ cai xong họ ra là lên đồ, lên xe là chị thấy nó rất là đẹp, nhiều người đẹp trai lắm luôn, em nói thật sự là đẹp trai lắm luôn. Con nhà giàu có, nhưng mà cuối cùng họ vẫn đi vào con đường nghiện. Nó làm cho em có cái cảm giác là mình sợ luôn. Mình sợ luôn, có nghĩa là đi ra đường mình thấy là ồ rồi không biết là anh ta có nghiện hay không, rồi có nghiện rồi có chịu đi cai rồi này kia hay không. Thì làm nghe là bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng đến dạ. Tình yêu. Nó ảnh hưởng em rất nhiều, là nguyên một cái giai đoạn nào cũng phải là 2 năm sau khi mà em vào trong cái môi trường đó em làm, thì em mới có cái tư tưởng nó giãn bớt ra. Tại vì cũng có người cai nghiện thành công chứ không phải là không. Cũng khổ tâm quá ha. Cái môi dạ. Trường làm việc cũng hạn chế trong cái tình yêu. Em gái, em muốn tìm người yêu thế nào? Dạ, mẫu người yêu của em chắc là chắc trước hết phải cao quá. Dạ đúng rồi. Cao ít nhất là phải 1m7, bởi vì em là em coi bên kia, hỏi đi, em hỏi bên kia. Dạ, anh cao 1m bao nhiêu ạ? Bên đây khoảng 1m50. Dạ. 1m51 là cùng. Dạ, nếu 1m51 mình có thể mang về độn anh ạ. Không sao đúng không? Dạ. Rồi. Thứ hai nữa là không được đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ, tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta. Kệ đi, chị thích đẹp. Chẳng may đẹp trai có được không em? Chẳng may đẹp trai được không em? Dạ, chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái là mình hai mình xứng đôi rồi anh ạ. Rồi, dạ. Còn gì nữa không em? Anh ơi, anh có từng nghĩ tới ma túy không ạ? Chưa thấy ai đi tìm người yêu mà hỏi anh có ma túy không? Thông cảm dạ, đi, ta thông làm cảm môi trường mà. Cho em, tại vì là bệnh nghề nghiệp của em anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cái thứ tệ nạn xã hội. Anh dạ. Toàn tại vì em mà anh thấy ai mà lên cơn là em nhìn biết liền à. Cho nên là có gì mình nói thật anh nha. Thì em nhận xét anh nhá, không có bị lên cơn không nhá. Bạn trai bên kia, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái em muốn tìm là một người bạn gái có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, nước da thì trắng. Và về tính cách thì bạn ấy là người phụ nữ của gia đình, quan tâm chăm sóc gia đình hơn là việc đi kiếm tiền, nhiều tiền. Tức là bạn ấy đừng đặt nặng cái việc kiếm tiền quá. Thì nếu em nuôi được bạn ấy thì bạn ấy sẽ bỏ bớt công việc. Dạ vâng, nuôi được ạ. Vậy nuôi tốt được. Rồi, những điều gì mà em không thích ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ mà quá nóng tính. Nóng tính, trời ơi. Càm ràm nữa. Bên kia nóng quá. Rồi càm ràm nữa hả? Sao em gái? Ồ, dạ, sao em gái anh chào anh Quyền Linh ạ. Nhưng mà sao anh không hiểu nha. Thường dạ. Thì điều dưỡng đó dạ. Họ kìm được cái tính dữ lắm luôn á.
điều dưỡng là bao giờ cũng kiên nhẫn lắm á. Ừ, tại vì là khi mà em vào cái môi trường đó là môi trường nó hơi đặc biệt hơn những cái môi trường khác một chút. Khi một khi mà họ lên cơn nghiện rồi á thì là mình phải vững, với lại mình cũng không thể nào mà mình làm một cách là dịu dàng giống như ở trong bệnh viện kêu là à cô ơi chú ơi rồi này kia được. Dạ, quyết đoán lên mạnh mẽ, không phải dữ dằn lên đúng không? Dạ cũng không đến nỗi dữ lắm, nhưng mà do cái âm lượng của em nó rất là to, em nói bình thường thì coi như là em đang la người khác. Thử em la một tiếng coi nói âm lượng cỡ nào. Dạ em sợ vỡ mít anh ạ. Không sao đâu. Em ví dụ như bên đó là bệnh nhân đó. Đó dạ. Ví dụ anh bệnh nhân nè. Đập phá nè. Yên lặng. Không yên. Ê. Không. Dạ chừng nói như được. Vậy thôi đó hả? Dạ. Thử rồi đó. Chứng tỏ em là một cô gái rất bản lĩnh. Thì dạ. Mới làm trong cái môi trường đó. Bản lĩnh và cá tính đó. Dạ, thôi. Bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia là người như thế nào? Dạ. Em nghĩ là chắc là cao khoảng bằng em. Cao khoảng bằng em. Dạ chị Cát Tường. Giò cắn cũng dài ha, cũng được, không đến chị nổi. Chị ơi, chị nhìn giùm em có bị hói không chị? Hói nguyên đầu luôn em ạ. Bớt cái tiêu chí xuống một chút. Bây giờ nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Cỡ tầm khoảng từ 1 năm rưỡi, 2 năm nữa. Dạ. Bây giờ quyết chí lấy vợ chưa? Dạ, quyết chí ạ. Dạ. Thích con gái không? Dạ, thích chị ạ. Em mê gái. Mê gái, được. Mê nhưng mà đừng mê quá anh nha. Em cảm nhận bạn nữ bên đây là như thế nào? Qua những gì mà em vừa mới được nghe bạn chia sẻ thì em nghĩ bạn này khá là mạnh mẽ, cũng hơi cứng rắn một chút. Rồi, ok. Chị nghĩ là được kiếm được một anh mà cao cao tương đối. Ủa em cao mét mấy, 7 mấy? Dạ, 7-8 á. 7-8 quá dữ luôn, trời, để dành cho em. Không nắm bắt được cơ hội là coi như thua. Dạ vâng ạ. Cỡ nào bằng mọi giá, phải chinh phục được anh ấy. Thôi hôm nay em trai đi với ai? Giờ em đi cùng với người bạn học cùng đại học em ạ, Đoàn Sái Ca dưới. Đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi. Dạ em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thương, bạn đại học với lại bạn Hợp ạ. Thì em xin phép có một đôi lời nhận xét về bạn Hợp. Và bạn Hợp là một người sống rất là hòa đồng, tình cảm và người sống rất là có trách nhiệm ạ. Còn về bạn gái bên đây thì theo như em cảm nhận thì em thấy bạn là người rất là xinh gái và có đôi chút là dịu dàng, chứ em không nghĩ là nóng tính. Và nếu như mà em cần một người chân thành thì đúng bạn của anh rồi, bạn của anh rất là chân thành. Và bạn của anh không nghiện một cái gì cả, bạn anh bây giờ chỉ nghiện một cái là nghiện một mái ấm, gia đình hạnh phúc thôi. Và hy vọng một ngày gần nhất là em có thể gặp lại chị Cát Tường và anh Quyền Linh trong ngày vui của hai bạn. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình của em có 3 chị gái với lại em gái với bạn của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả trong đường quay. Tôi là ba của bé Tín. Bé Tín ở nhà là biết nhìn nhận và biết suy nghĩ về mọi người. Với lại là bé Tín nóng là không phải là nóng vội, kiểu là nóng nhưng mà còn có suy xét. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai của chú thế nào nè? Thấy anh phong độ, cũng đẹp trai. Nó năng thì cũng lưu loát, cũng mong muốn là hai đứa cho nhau một cơ hội là bấm nút và hẹn hò rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bác cũng rồi. Hy vọng với con. Con cảm ơn con. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ chúng ta sẽ kéo rào cho hai bên gặp mặt trò chuyện với nhau nha. Kéo hàng rào. Anh muốn còn tặng nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Tôi không nghĩ hai người này mà ế ta. Gặp ngoài đời không thể nào nghĩ là họ ế, nhưng mà thật trong sâu thẳm thì họ ế thật. Nào, trò chuyện với nhau đi hai bạn. Trò chuyện, bắt đầu. Em có nhận xét gì về anh? Em cảm thấy anh sao? Ngoài sức tương tự của em. Là xấu quá hay là... Dạ không, nhìn rất là phong độ và nhìn rất là đẹp trai. Dạ. Vừa anh có nghe em chia sẻ ấy, em rất là nóng tính đúng không? Dạ đúng rồi, nóng, rất là nóng tính. Thực ra là anh rất là thích người hiền dịu, dịu dàng một xíu ấy, mà nữ tính ấy, như chị Cát Tường chị đang là dáng rất là nữ tính. Vậy thì nếu như mà em nóng tính thì anh thấy em có phải là người nóng tính như em nói hay không? Ừ, thực ra là nếu mà nhìn vào vẻ bên ngoài thì anh không dám nhận xét nhiều, bởi vì là mình phải tìm hiểu sâu thì mình mới nhận xét về người ta cụ thể. Nhưng mà cái nóng tính ấy bên ngoài thực tế là nó không có tốt. Dạ. Bản thân anh cũng là người rất là nóng tính, anh thẳng tính nữa cơ. Nhưng mà sau khi anh ra ngoài anh làm việc thì anh nhận thấy cái điều đó nó không ổn chút nào. Nên là anh đã thay đổi bản thân mình hàng ngày.
Vâng ạ, về việc mà kiềm chế thì là em nghĩ là em làm rất là ok, bởi vì là môi trường của em là khách hàng là thượng đế. Thì bây giờ là dạ anh giấu tin. Dạ, cho nên là không phải là mình nói là coi anh là một khách hàng, nhưng mà là bởi vì là khi mà hai người mình nói chuyện với nhau thì một người nóng thì có phải có một người kia dịu lại. Thì em cũng hy vọng là nếu như mà sau này lỡ có đôi lúc mà em có hơi nóng tính một chút xíu thì anh phải là một người đóng vai trò là lạnh để cho em có thể là giảm bớt nhiệt độ xuống. Lạnh như băng được không em? Dạ. Vậy thì càng tốt, bởi vì khi lạnh như băng vậy là nhiệt độ của em hạ nhanh đó. Rồi, chúng ta dạ. Nói chuyện hẹn hò đi các bạn. Quan niệm tình yêu của anh là như thế nào? Quan niệm tình yêu của anh là khi mình yêu nhau thì cứ hãy cứ yêu bằng tất cả con tim, bằng tất cả những gì mình đang có. Dạ. Còn nếu mà chẳng may mà không đến được với nhau nữa thì nó do cái số phận. Dạ. Mình cũng vui vẻ thôi, cũng không đừng có bi lụy quá. Dạ. Thì theo anh nghĩ đến thoáng hơn một chút. Còn quan điểm tình yêu của em là em nghe một câu nói rất là hay: chúng ta chỉ mất 3 giây để nói là yêu, nhưng mà chúng ta mất cả đời để mình xây dựng, vun đắp và phát triển cái tình yêu đó. Dạ. Anh xin lỗi là vừa em nói hơi dạ. Nhỏ, anh chưa nghe được em làm ở chỗ nào nhỉ? Dạ, em làm ở Thẩm mỹ viện Thiện Mỹ ngay chỗ quận 1, ngay chỗ cầu Ông Lãnh anh. Em biết cầu Ông Lãnh không? Anh không biết đâu, nhưng Google Maps chỉ. Dạ đúng rồi. Anh ở quận 9 là ở chỗ nào ạ? Anh ở chỗ Long Thuận, phường Trường Thạnh, quận 9. Dạ, ở chỗ đó anh đi qua, nếu như mà qua chỗ em là ở thì cũng gần, mà qua chỗ làng cũng gần đó. Rồi, dự định tương lai thế nào các bạn? Hôm nay mình đến với nhau, chương trình đã cho mình một cơ hội như này á. Dạ. Thì nếu mà em cảm thấy anh là một người mà có một chút gì đấy làm cho em rung động thì anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội đó để mình tìm hiểu sâu hơn. Dạ vâng ạ. Bạn nam hãy nói một cái điều gì đó trong lòng mình để cho thuyết phục được bạn gái. Anh không hứa là chắc chắn là sẽ cho em những cái gì cụ thể, nhưng mà anh hứa sẽ dùng tất cả những cái gì gọi là bản lĩnh đàn ông, rồi tất cả những thứ anh có để chở che và bao bọc cho em. Dạ vâng ạ. Rồi, hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha bạn. Để tay nút bấm bên tay trái các bạn. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chào quá, xa chào. Nắm tay đẹp đi trai, em. Đẹp trai, đẹp gái ha. Em lo hôm nay em mang giúp cổ phần. Này thuộc về siêu mẫu đó. Này để dạ. Con chắc cao lắm nha. Rồi xin phép, xin phép. Dạ, chắc là không. Dạ, con xin phép bác, con ôm em một cái. Hôn nữa, hôn nữa. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Yeah. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc gửi tặng hai bạn. Yeah. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Và đây là máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng bạn. Dạ vâng ạ. Một chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Và tổng trị giá phần quà này là 7 triệu đồng. Yeah. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Em cảm ơn. Em cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta có thể hạnh phúc dẫn nhau đi xem phim và đem những món quà này về cho gia đình được rồi ha. Rồi, cố gắng nha. Dạ vâng. Sớm tìm được hạnh phúc. Em cảm ơn. Rồi, dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Từ từ chào bạn gái với.